Kính chào toàn thể tất cả các bác. Video hôm nay đồ nhà tôi Huyền giới thiệu cho các bác một cái em nồi ủ dung tích 3 lít đến từ thương hiệu gì đấy ạ? Temus các bác nhé. Temus, và Temus này là sản xuất tại Nhật Bản luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem, là thấy có một cái tem ở gì đấy đây, made in Japan này. Đó, made in Japan luôn. Cái gì đấy đây, đáy này không có bị sần sùi gì hết các bác nhé. Ta sẽ xem xung quanh. Đó, chân không toàn rửa đấy, chân không cho các bác ủ, hay gọi là nồi nấu chậm đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đun sôi thức ăn lên, sau đó chúng ta sẽ thả vào trong cái nồi ủ này là được. Đấy, và đun sôi thức ăn thì bằng chính là cái ruột nồi này. Cái ruột nồi này là bằng inox 100%, nên là chúng ta đun được trên mọi loại bếp luôn, kể cả bếp từ các bác nhá. Đấy, rất là đẹp này. Nó chỉ có hơi bị vá xám xám ở cái phần này thôi. Các bác về có thể đánh rửa sạch hơn giúp đồ nhà Thanh Huyền. Dưới đáy đây đúng không ạ? Rồi, và sau khi đun sôi xong thì chúng ta sẽ cho vào trong cái nồi ủ này để đáp lại đúng không ạ? Thế là sẽ có được một cái món ăn, ví dụ như là cháo hầm hay là xưa hầm, mà thời gian không phải mất thời gian để chúng ta đi canh cái nồi này, cũng như là không phải tốn quá nhiều tiền điện, tiền ga. Chúng ta có thể để hầm qua đêm hay là sáng ra đun đồ ăn, sau đó là tối về là chúng ta đã có một cái món ăn đinh hầm rồi, đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test cái em nồi ủ này bằng việc là sẽ đun cháo em này luôn các bác nhé. Rồi, tôi hơi sụi sụi lên rồi, đợi một xíu để cho nồi có thể đun sôi hẳn hoàn toàn các bác nhé. Sau đó chúng ta chỉ việc bê cái nồi này sang. Rồi, đã đun sôi hoàn toàn lên được rồi các bác này. Chúng ta sẽ lưu ý tắt bếp đi, sau đó vào ngay trong cái nồi ủ và để đắp lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Bây giờ là 13:01 ngày 4 tháng 10. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau hẹn đến 8 giờ đi ạ, tức là 20 giờ tối đây, ngày 4 tháng 10. 7 tiếng sau thì chúng ta sẽ kiểm tra cái chất lượng của cái em nồi này, còn độ ấm cũng như là có thành cháo ở bên trong không các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong mấy tiếng nữa. Vâng, chào các bác. Đồ nhà Thanh Huyền thì vừa phải để chuông để phải nhớ đúng giờ xuống quay video cho các bác xem. Bây giờ là 20 giờ ngày 4 tháng 10 đúng không ạ? Vâng, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra luôn cái nồi đây. Về cả qua là sờ tay vẫn còn ấm các bác nhé, vẫn còn ấm nóng luôn, nóng trên 50 độ C là được đấy. Rồi, ra kiểm tra này. Hơi nước bốc lên này. Wow, cho hơi ít nước. Đây là đã đỡ già hết rồi các bác ạ. Wow, rất là nhuyễn luôn rồi nha. Rất là đau đấy, cực kỳ là nhuyễn rồi các bác thấy không ạ? Cái độ nhuyễn của cái từ hạt gạo nó rất là nhuyễn rồi, vì đã được cấp rất là nhiều nước. Và các bác nếu như mà lỡ tay cho ít nước như đồ nhà Tây Huyền cho ở đây, thì chúng ta chỉ cần cho thêm nước và đảo đảo qua một lần nữa để cho nó sánh mịn hơn, là thế là có một cái món cháo để chúng ta có thể ăn sáng được rồi. Theo thông thường thì tầm khoảng 8 giờ đến 10 giờ chúng ta sẽ nấu một nồi cháo để ủ qua đêm, thì sáng hôm sau chúng ta dậy chúng ta chỉ việc là quấy lại thôi, cho nóng cũng như là cho nó dền hơn ra, là sẽ có một nồi cháo thơm ngon bổ dưỡng để chúng ta ăn ở buổi sáng mà không bị tốn quá nhiều thời gian vì đi canh nồi đúng không ạ? Với một cái em nồi ủ đến từ thương hiệu Temus sản xuất tại Nhật Bản như thế này, dung tích 3 lít thì giá là bao nhiêu ạ? Em này giá chỉ với là 1.700.000 đồng các bác nhé. Chỉ với 1.700.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi ủ đến từ Nhật Bản đúng không ạ? Made in Japan. Giá này thì luôn luôn ưu đãi cho bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc. Ngoài mẫu này ra thì đồ nhà Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu nồi ủ khác nữa, mời các bác liên hệ qua số điện thoại 0936 831 346 hoặc 0901 218 555 để có thể được tư vấn chi tiết cũng như là về sản phẩm và phương thức chuyển tiền và phương thức vận chuyển. Video được xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ nhà Tây Huyền.